bị xài nữa, chỉ chứ để cho mình biết mai mốt mình mua chỗ khác, ví dụ như mua thôi, chỗ khác tôi đó. Mua đồ này thì tôi dựa vô cái uy tín của Nguyễn Kim tôi mua thôi chứ tôi không thì có đó là chỉ cho khách hàng biết để mai mốt sau này ví dụ lỡ mà có gấp mua mua chỗ khác á thì chỉ cho cái gì mua cần xài mà muốn tốt thì tôi ghé Nguyễn Kim thì mua đồ tin tưởng ở cái công ty đó, còn nếu mà có chụp chặt mai mốt rồi nó cũng muốn vô dạ để biết mình sau này mua chỗ khác biết cái đường phân biệt. Cái lại chỗ uy tín người ta mua mà đang cho người ta dễ thành. Thấy không?
thường mà. Này công ty sản xuất luôn hả? Dạ. Cái chân á? Chân này là chân ở ngoài. Tự làm hả? Dạ. Không, cái này là Sài Gòn. Gì hả? Cũng có cơ sở tự sản xuất qua. Dạ đúng rồi. Được chưa? Này bự miếng. Sát cái dách này luôn hay gì cô ơi? Cái này 5 tiếng nó hơi 4 tiếng nó ghi điện. Nhưng mà 4 tiếng nó ghi cô học xài nó tối nay trước khi đi ngủ hơi ghi điện. Thì là mình đi ngủ kim. Dạ. Kim xong cho tiền không tới sáng mai hay xài. Nó để đồ vô hả? À. Chứ bây giờ kim cũng đâu có xài gì đâu. Dạ. Để đặt nữa em. Dạ, nó xúc ra. Chị ghim vô cho chị không á, chị cu đai á. Có chỉnh số cái gì không ai khỏi. Số của nó mặc định là cho mình sẵn cho mình luôn. Chỉnh số sẵn hết trơn đi rồi ghim điện vô thôi. Cái hộp này mình cần sử dụng thì lấy, không cần thì thôi là bỏ ra cô. Thank you.
rải, hai nhân viên, hai ly nước. Dạ, rồi cảm ơn. Mùa hôm mùa hám lạ. Dạ, mình sẽ để đây nha. Dạ, uống nước đi. Đây rồi. Vô con chỉ cho mình nhiệt độ lại coi. Cái này cũng ngăn mát ha, cái này mình tính ngăn mát nè, chứ mình nó nằm ở giữa, đậm ít qua đậm nhiều nè ha, cũng lậm nhiều, kéo qua phải qua trái nhiều. Mình kéo cái này, 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 nhiệt độ này của thằng đông nhất, trung bình nó sẽ nằm số 3. Mình muốn lạnh lên nữa. Tại tại thường thường á chỉ xài cái mức rất là thấp, không có xài cao. Nó lạnh lên cho mình số 3 á, nếu mà mình sẵn mà xài số 1, số 2 á thì mình nhắn nữa thì nó số 3 là số cao nhất hả? Trung bình. Số 7 là cao nhất. Ừ. Nhưng mà mình muốn xài số 1 hoặc số 2 thì mình nhắn thì nào nó qua tới số 7 nhắn cái nữa nghĩa là số 1. Thì nhắn lên số 2. Nếu mà mình muốn xài số nào mình nhắn lại ngay số đó. Ừ. Trung bình là số 3 ha. Số 3 làm sẵn cho mình. Muốn trở lại là mình có bấm qua số 7. Qua số 7 là nghĩa là số 1. Cái này mình có gắp sẵn không? Còn cái này. Thôi cái này để nữa thì con. Để nguyên vậy ha. Còn cái này nước uống thì mình chăm cho Lê nha. Hả? Thì còn cái nước. Nước uống mình chăm lên cái hộp ở trên đây. Chăm đầy vô đây. Nước cái là nước lạnh hả? Dạ. Chăm lại xong rồi uống mình nhắc hồi trước á. Nước mát á. Ủa nó vậy đó hả? Dạ. Chạy hay dữ vậy. Rồi bây giờ ra là có thanh toán tiền thêm. Đây, 110 ngàn luôn. Rồi.